Bạn có tin có người đi chậm hơn cả ốc sên không? Tôi trời sinh đã có tốc độ cực chậm, tôi có thể chậm đến mức bạn nhìn không ra. Vậy thì anh ta có thể chậm đến đâu? Chúng ta cùng nhau xem. Trên đường phố đông, người qua lại tấp nập, nhưng anh nhưng đang đứng im vậy. Rốt cuộc anh có động đậy hay không? Chúng ta tua gấp 500 lần lên mới thấy anh thật sự đã chuyển động rất chậm, thậm chí còn chậm hơn tốc độ tan của đá. Giả làm manơ canh ở shop thời trang, liên tục di chuyển nhưng lại không ai phát hiện đây là người thật. Chúng ta cũng tua tốc độ lên gấp 500 lần mới thấy anh động đậy liên tục. Nói đến loài động vật chậm nhất thế giới, mọi người đều cho là ốc sên. Tôi chắc chắn có thể chậm hơn ốc sên. Không thể nào mà người chậm hơn ốc sên được. Chắc chắn không thể. Không thể nào. Vậy rốt cuộc anh có thể chậm hơn ốc sên không? Chúng ta cùng xem. Trước tiên với tốc độ thường xem anh và ốc sên di chuyển nhưng như không hề động. Vậy thì tăng tốc độ lên gấp 500 lần, thấy anh không ngừng di chuyển và thật sự chậm hơn ốc sên, không thể không thốt lên đỉnh. Người đàn ông này tên Trịnh Kỳ Sương, là một nhà nghệ thuật Trung Quốc, sở trường mô phỏng và bắt chước các loại hình tượng. Tiếp đến là thử thách khó nhằn hơn, Trịnh Kỳ Sương sẽ giả làm tượng thạch cao, thay đổi tư thế dưới con mắt quan sát của hơn 30 sinh viên ngành mỹ thuật. Liệu anh có bị phát hiện không? Vì để tăng tính chân thực thì họ đã đẩy Trịnh Kỳ Sương vào, nhưng học sinh dù tò mò thật nhưng cũng không ai phát hiện ra là người thật và bắt đầu vẽ. Rất nhanh đã 5 phút trôi qua, anh đang chậm rãi di chuyển, tay đã song song nhau nhưng học sinh vẫn đang chăm chỉ vẽ, không ai phát hiện ra điểm kỳ lạ này. Rất nhanh đã qua 10 phút, Trịnh Kỳ Sương đã thành công thay đổi tư thế dưới sự quan sát của bao nhiêu con mắt, nhưng anh đã làm được. Đối với anh đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Còn cửa cảm ứng kỹ thuật cao sử dụng cảm biến vi sóng radar, nhân viên điều chỉnh độ nhạy lên mức mắt, chỉ cần có người hoặc đồ vật chuyển động thì cánh cửa sẽ tự động mở. Liệu Trịnh Kỳ Sương có thành công thử thách hay không? Chúng ta lấy một con rùa đến để thử trước, xem cảm ứng radar có thể cảm nhận được nó cử động không. Con rùa chậm rãi bò vào khu cảm ứng, càng lại gần thì năng lực cảm ứng càng mạnh. Rất nhanh cánh cửa đã mở ra, rùa bò chậm như vậy cánh cửa cũng có thể cảm nhận được. Vậy liệu Trịnh Kỳ Sương có thể thành công hay không? Anh chậm rãi lại gần, chậm đến nỗi như không hề cử động. Tăng tốc độ lên 50 lần mới thấy quá trình di chuyển của anh. Khiến ta kinh ngạc là cánh cửa không hề có chút phản ứng nào. Thời gian đang dần trôi qua, khoảng cách mà rùa cũng không thể vượt qua làm anh tăng thêm áp lực. Mỗi một bước đều rất cẩn trọng, bằng không sẽ đổ bể. Anh giữ vững tinh thần đi đến điểm đích nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Thử thách chỉ 2,5m này, người bình thường thì cần bước 2 bước, 2 giây là bước xong, nhưng anh tốn 50 phút mới đi xong quãng đường. Đúng là chậm đến nỗi xuất thần nhập hóa mà. Bất kể cơn gió ngọn cỏ nào cũng không qua được mắt con chó này. Vậy thì để điệp viên ốc sên đến thử nghiệm xem nghiệp vụ của Tony cao đến đâu. Nhiệm vụ hôm nay chính là đặt 10 con ốc sên trong vòng tròn, xem Tony có thể trông coi được chúng hay không. Ốc sên đang dần bò ra vòng tròn, Tony đã phát hiện ra, không ngừng nhảy ở ngoài vòng tròn. Lúc này có một con ốc sên đã đi đến vạch biên, Tony thấy vậy đã dùng lưỡi và mũi đẩy nó vào. Đến cả ốc sên di chuyển chậm như vậy cũng không thoát khỏi sự nhạy bén của Tony, vậy thì người di chuyển chậm hơn ốc sên liệu có bị Tony phát hiện không? Trịnh Kỳ Sương nghĩ thị giác của người bình thường sẽ không phát hiện được chứ đừng nói động vật. Nhưng chủ nhân lại rất có niềm tin vào Tony. Một bên là nghệ thuật gia hành động, một bên là động vật có thể phát hiện tất cả các thứ di chuyển, bên nào sẽ thắng? Quy tắc thử thách là, Trịnh Kỳ Sương vẽ tạo hình điêu khắc đứng trên bục, hai bên trái phải đều có mật thất, Tony ngồi ở trước bục. Nếu Trịnh Kỳ Sương đi được đến căn phòng khác thì sẽ tính, còn không thì sẽ thất bại. Còn chưa bắt đầu, chủ nhân của Tony đã thị uy. Tôi sẽ cho anh biết Tony của tôi sẽ cắn người thế nào, đương nhiên sẽ đảm bảo không cắn anh. Đối mặt với tiếng sủa của Tony, Trịnh Kỳ Sương liệu có chịu được áp lực không? Mặc dù mắt nhìn thì có chút sợ hãi nhưng anh vẫn chậm rãi di chuyển bước đầu, còn dùng tốc độ mắt thường không thể thấy để quay người. Anh chậm rãi di chuyển từng chút một, đã trôi qua nửa tiếng rồi. Nếu không có vạch đo thì những người ở hiện trường sẽ không phát hiện ra. Trịnh Kỳ Sương đã đến gần 2m, trạng thái của Tony lúc này khá tốt, thấy có gì đó không đúng liền đứng dậy nhưng không bắt được kẽ hở nào. Lúc này chủ nhân của Tony cũng lo lắng, cảnh cáo những người khác đừng đi lại nữa, như vậy sẽ làm phân tán sự chú ý của Tony. Lúc này tốc độ của Trịnh Kỳ Sương đang chậm hơn, còn chưa đến nửa mét nữa là đến đích, thân thể cũng sắp chạm vào cánh cửa đen rồi. Khoảnh khắc phút chót này, những người phía dưới cũng không dám thở mạnh, không ngờ Tony đột nhiên bật dậy sủa cảnh cáo. Tony thành công hoàn thành nhiệm vụ trông coi, Trịnh Kỳ Sương mặc dù đã thua nhưng cũng không sao cả. Thử thách lần này là khoảng cách 3m, anh tốn 3 tiếng mới đi được đến gần đích, cần sức nhẫn lại và nghị lực phi thường. Không hổ danh nghệ thuật gia tốc độ chậm vượt mức con người, nó chưa từng thấy người nào như vậy, là lần đầu tiên, lần đầu thấy tượng sắt. Phải công nhận là anh cũng rất giỏi. Tôi rất khâm phục anh, thầy Trương.